Xin chào các bác. Rất nhiều bác hỏi về cây lựu đỏ Ấn Độ. Thì đây là cây lựu đỏ Ấn Độ của bên vườn Đạt Nhung này. Trời ơi, lâu lắm rồi mới sang vườn mới thấy là cái cây lựu của nhà mình mà nó sai hoa, sai chĩu như thế này các bác này. Hoa vừa đẹp mà đậu quả thì cực kỳ siêu đỉnh. Loại này là trên cây lúc nào cũng có hoa quả và lộc lá quanh năm, không tính mùa vụ nào cả. Nên gọi nó là tứ quý thì cũng không đúng. Đây, cây của bên nhà vườn Đạt Nhung là em cũng chỉ chăm ở trong bầu này và tưới nước thôi, chứ cũng không có thời gian để bón phân cho cây, nên là cây nó phát triển dần dần, từ từ và rất là chắc cây, không có bị phát vống. Nên là khi mà cây nó chắc chắn rồi thì lúc nào trên cây nó cũng có hoa có quả được. Với kinh nghiệm trồng lựu 10 năm rồi thì bên nhà vườn Đạt Nhung luôn cung ứng những cái sản phẩm tốt nhất ra thị trường. Bác nào mà muốn sở hữu một cây lựu đỏ Ấn Độ về trồng mà nó nhỡ nhỡ to như thế này, vừa có hoa có quả mà lại vừa được chăm sóc để làm sao cho mình cũng có niềm vui trong cuộc sống, thì inbox ngay bên nhà vườn Đạt Nhung nhé. Bên em ưu tiên cho những bác mà đến vườn chọn. Còn bác nào không đến vườn chọn thì có thể bảo bên phía nhân viên chụp ảnh cho, hoặc là nói về quy cách. Dù anh thích cây cao 1,5 m hay anh chỉ thích cây cao 1,2 m, 1,3 m thì bên em sẽ chủ động bên em chọn cho những cây đẹp nhé. Càng đi vào sâu bên trong thì cái vườn hoa lựu của em này càng đẹp. Gọi là vườn hoa lựu bởi vì lúc này nó chỉ có hoa thôi các bác nhé. Thế còn mấy bữa nữa thì sai chĩu quả. Nhưng để mà để sai chĩu quả thì cây của em nó sẽ phát triển kém hơn, bởi vì nó bận phải nuôi quả, nên là em cũng chưa biết phải làm thế như thế nào. Thì nếu các bác thương thì các bác lấy về các bác chăm cho nó để cho nó đẻ ra quả đi. Chứ em mà cứ để cả vườn này ra quả thì cây nó sẽ chậm lớn hơn đấy. Bởi vì trong cái bầu đất này nó giới hạn về dinh dưỡng và phần rễ nó chỉ ăn được ở trong bầu thôi, chứ mình không có cho trồng nó ra đất được. Bởi vì khi em trồng ra đất thì khi mà xuất cho khách hàng mà đánh lên ý thì nó hay bị chột rễ, nên em sẽ không làm vậy đâu. Thế bác nào mà yêu cây lựu này thì inbox ngay cho bên nhà em nha. Cảm ơn các bác đã xem video ạ.